Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể Thao Văn Hóa. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 28 La Liga, trận đấu giữa Celta Vigo và Real Madrid. Nhà vua đã trở lại, đó là những gì mà báo chí thân Real Madrid đã viết để ca ngợi thành tích lọt vào tứ kết Champions League của đội bóng hoàng gia. Gen vô địch ở đấu trường châu Âu đã giúp họ vượt qua thách thức trước Atalanta và nhà vua đấy cũng sẽ phải trở lại La Liga để cạnh tranh với Atletico Madrid và Barcelona, những đội xếp trên họ trên bảng xếp hạng với khoảng cách 6 điểm và 2 điểm. Đánh bại đội chủ nhà Celta Vigo là cách để thầy trò Zidane chứng tỏ giá trị của mình cũng như thách thức các đối thủ. Hơn thế, nếu nhìn vào những cuộc đối đầu trong lịch sử cũng như phong độ của hai đội hiện tại, Real nhiều cơ hội có được 3 điểm dù phải đi làm khách. Ở trận này, hai trụ cột là Blanco và Alvarez của Celta Vigo sẽ không thể thi đấu vì chấn thương. Và với những người còn lại, đội chủ nhà vẫn khó có hy vọng sẽ tạo ra khó khăn cho Real Madrid. Ngoài chấn thương bất ngờ đã loại Hazard đã khỏi trận gặp Atalanta, bên cạnh sự thiếu vắng của Carvajal thì hầu hết những trụ cột của đội bóng hoàng gia đã trở lại sau chấn thương và mang tới rất nhiều lựa chọn về nhân sự và chiến thuật cho huấn luyện viên Zidane. Mỗi mùa bóng, Celta Vigo thường mang tới 6 điểm cho Real ở La Liga và hiếm khi đội chủ nhà có thể lấy được điểm số từ giải ngân hà. Cùng với phong độ nghèo nàn ở thời điểm hiện tại, Celta Vigo nhiều khả năng sẽ lại trao 3 điểm cho đội khách. Và thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ của trận này Real Madrid chấp Celta Vigo 3/4. Chiến thắng thuyết phục trước Atalanta ở Champions League là minh chứng cho thấy đẳng cấp và sự ổn định ở những thời điểm quan trọng của Real Madrid. Họ luôn cho thấy giá trị của kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận đấu lớn và đội bóng của huấn luyện viên Zidane chính là lựa chọn số 1 của người chơi ở trận này. Còn thưa quý vị, bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu là 2/3/4. Real Madrid luôn ghi được 2 bàn thắng mỗi khi đối mặt với Celta Vigo trong thời gian gần đây và tỷ số này có thể được lặp lại một lần nữa khi hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đang chơi khá tệ trong thời gian qua. Và người chơi có thể cân nhắc lựa chọn cửa xỉu ở trận đấu này. Dự đoán của chúng tôi ở trận này Real Madrid vượt qua Celta Vigo với tỷ số 2-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.